Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, Ngân Hà sẽ cùng quý vị khám phá top 5 mẫu nội thất phòng khách mang phong cách hiện đại, vô cùng độc đáo và khoa học do kiến trúc Apollo Việt thiết kế, đang hot nhất trong năm 2022 này nhé. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian sống đẹp hơn nữa nhé. Thưa quý vị, công trình đầu tiên mà Ngân Hà muốn giới thiệu đến quý vị là mẫu nội thất phòng khách hiện đại được Apollo Việt thiết kế cho gia đình anh Hiền tại Ninh Bình. Với mẫu nội thất hiện đại sang trọng được các kiến trúc sư của Apollo Việt thiết kế khoa học, đảm bảo giá trị thẩm mỹ cao cho căn nhà. Tham khảo phối cảnh phòng khách của căn nhà này, quý vị có thể thấy hệ cửa ra vào được làm bằng gỗ gõ đỏ chắc chắn, có màu sắc đẹp mắt. Bước vào không gian phòng khách, quý vị có thể thấy tông màu trắng sáng chủ đạo trên các mảng tường nhà giúp cho căn nhà trông sáng hơn, đón ánh nắng tốt, tạo nên giá trị thẩm mỹ chắc cao cho căn nhà. Được thiết kế ngay giữa phòng khách là bộ bàn trà được làm bằng gỗ óc chó sang trọng. Thiết kế gỗ óc chó với sắc trầm trang nhã, nổi bật vô cùng so với tông màu trắng sáng của căn phòng. Bộ bàn trà được bố trí theo hình chữ U với sự đơn giản trong từng chi tiết cho thấy sự thanh lịch. Dưới bàn trà được đặt một tấm thảm lông đẹp mắt là điểm nhấn cho không gian phòng khách sang trọng. Trần nhà được làm bằng thạch cao chắc chắn, thiết kế giật cấp với những đường phao chỉ rõ nét gây ấn tượng cảm giác về chiều sâu cho căn phòng. Với hệ thống đèn chiếu sáng hắt khe giúp cho ánh sáng tự nhiên vào căn phòng tốt hơn, không chỉ thu hút bởi thiết kế gỗ óc chó sang trọng cho phần nội thất, căn phòng còn thu hút bởi thiết kế những chùm đèn pha lê thả trần cỡ lớn tạo nên nét thẩm mỹ cho căn phòng. Để tạo nên nét đẹp thanh lịch cho căn phòng, gia chủ mong muốn có một không gian trưng bày nhỏ là nơi lưu giữ những món đồ sưu tầm của anh Hiền, tạo điểm nhấn độc đáo cho căn phòng. Tiếp theo, mời quý vị cùng tham khảo mẫu nội thất phòng khách của gia đình chú Thoại tại Quảng Ninh. Mẫu nội thất phòng khách được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ óc chó trông vô cùng nổi bật. Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát, được lên ý tưởng thiết kế khoa học, tinh tế. Kiến trúc sư Apollo Việt đã lên phương án sử dụng chất liệu gỗ óc chó làm nội thất chủ đạo cho không gian ngôi nhà. Gia chủ khá kỹ tính nên toàn bộ nội thất đều lựa chọn những gam màu tương sinh và màu hợp mệnh với gia chủ. Cụ thể, quý vị có thể thấy màu gỗ nâu trầm kết hợp với những màu trung tính hài hòa chính là màu sắc chủ đạo của thiết kế phòng khách. Nội thất phòng khách được thiết kế đơn giản, không lạm dụng quá nhiều đồ nội thất gây rối mắt, mà thay vào đó là sử dụng những đồ nội thất cần thiết như là bộ sofa, kệ tivi và bàn trà. Bộ sofa gỗ óc chó gồm hai văng dài, hai ghế đơn và một bàn trà với các khối độc đáo kết hợp với da bọc đệm nhập khẩu cao cấp được đặt chính giữa căn phòng. Chi tiết quạt đèn được sử dụng rất phổ biến trong thiết kế nội thất nhà ở hiện nay, không chỉ mang đến sự sang trọng, thanh lịch mà còn giúp cho không gian trở nên thoáng và sáng hơn rất nhiều. Quý vị có thể thấy gạch ốp tường và gạch lát sàn có sự tương phản về màu sắc. Nếu như gạch lát sàn sử dụng gạch men trắng vân mây thì các bức tường lại được ốp đá hoa cương màu nâu cà phê, vô cùng hút mắt. Sự kết hợp màu sắc này mang lại ấn tượng thị giác đặc biệt cho người nhìn. Mẫu nội thất phòng khách tiếp theo trong video ngày hôm nay là mẫu nội thất của gia đình chị Bình tại Thái Nguyên. Đây là mẫu thiết kế dành cho căn biệt thự nhà vườn mái Nhật vô cùng độc đáo. Phòng khách là không gian quan trọng nhất trong mỗi ngôi nhà bởi đó là nơi tiếp đón những vị khách quý và là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Do đó, chị Bình rất quan tâm đến việc thiết kế nội thất phòng khách sao cho hiện đại và tinh tế nhất. Quan sát thấy, nội thất phòng khách rất thanh lịch và cuốn hút với bộ sofa chữ U gỗ óc chó cao cấp, được bọc nệm cao cấp. Bộ ghế bao gồm hai văng lớn và một văng nhỏ đem lại cảm giác vô cùng thoải mái và cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua cho không gian sống của các thành viên trong gia đình. Ở giữa được đặt chiếc bàn trà kích thước lớn càng làm tăng sự sang trọng và trang nhã cho căn phòng khách đẹp. Đối diện với bộ ghế sofa là kệ tivi và tủ sách hai bên đem đến một tổng thể đồng nhất và hoàn hảo. Phía sau tường tivi được ốp tấm đá thạch anh nguyên khối làm tăng lên giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp cho căn phòng. Sàn nhà được ốp gạch marble màu vàng kem điểm xuyết bởi những đường tròn lớn màu đen với độ bóng cao, khả năng chống chảy xước tốt, màu sắc hài hòa với tổng thể căn phòng. Ở chính giữa phòng khách đẹp được treo một chiếc đèn chùm pha lê nhiều tầng đã giúp cho căn phòng có điểm nhấn và trở nên thu hút hơn. Trần nhà được thiết kế giật cấp, hệ thống đèn và điều hòa được thiết kế âm trần nên giúp tạo nên nhiều chiều sâu cho phòng khách hiện đại. Hệ thống rèm cửa hai lớp được bố trí xung quanh nên giúp dễ dàng điều chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp với không gian phòng nhà. Tiếp theo, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng mẫu nội thất phòng khách của gia đình chú Hùng tại Hà Tĩnh. Nội thất phòng khách gỗ óc chó đang là xu hướng thời thượng bởi sự sang trọng bậc nhất của vân gỗ, màu gỗ mà không loại gỗ nào có được. Không gian phòng khách của gia đình chú Hùng vô cùng sang trọng và hiện đại. Hệ cửa kính tấm lớn mở rộng,
ở hai mặt của ngôi nhà mang lại không gian tràn ngập ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc sư đã lên phương án nội thất sử dụng chủ yếu là gỗ óc chó nhằm tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng cho không gian phòng khách và phòng bếp. Một bộ bàn ghế sofa óc chó đón đầu xu hướng kết hợp với chiếc bàn trà gỗ nu hương làm điểm nhấn ấn tượng nhằm tạo nên vẻ đẹp mỹ miều, hiếm có. Hơn thế, nó còn giúp cho gia chủ khẳng định được vị thế trong xã hội. Dãy kệ TV trang trí kết hợp với tủ rượu trưng bày chạy dọc một bên tường tạo thành một thể thống nhất, sang trọng và hiện đại. Chấm phá khoảng thông tầng là hệ đèn treo thả pha lê tuyết ấn tượng và đẹp mắt. Một chiếc đàn piano khéo léo đặt lối đi từ phòng khách sang phòng bếp vừa tạo nên sự kết nối nhẹ nhàng, tinh tế, vừa khéo léo tạo nên không gian riêng cho khu vực phòng bếp ăn của gia đình. Mẫu nội thất cuối cùng nằm trong top 5 mẫu nội thất phòng khách hiện đại. Apollo Việt xin giới thiệu đến quý vị mẫu nội thất của gia đình chú Hạnh tại Hải Dương. Mẫu nội thất hiện nay vô cùng hài hòa với phong cách thiết kế ngoại thất của căn nhà. Mang phong cách hiện đại, đồ gỗ óc chó trong căn biệt thự của gia đình anh Hạnh đã làm tròn sứ mệnh mang lại sự sang trọng và đẳng cấp cho không gian, thể hiện đúng ý tưởng của gia chủ, đơn giản mà hiện đại, tinh tế mà vẫn đem đến sự tiện nghi trong quá trình sử dụng. Nội thất ở phòng khách được các kiến trúc sư thiết kế vô cùng trau chuốt và tỉ mỉ bởi đây được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Trần thạch cao được thiết kế giật cấp với những đường phào đơn giản, gian phòng khách có chiều sâu và trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Để lại ấn tượng đầu tiên đối với bất kỳ vị khách nào ghé thăm chính là bộ sofa gỗ óc chó bọc đệm da hiện đại được đặt đối xứng nhau, cùng với đó là chiếc bàn trà gỗ óc chó được đặt chính giữa tạo sự cân bằng cho tổng thể không gian. Bộ bàn ghế sofa gỗ óc chó này chiếm gần 2/3 diện tích căn phòng, mang đến sự hài hòa cho tổng thể không gian. Những đường vân gỗ mềm mại, tự nhiên, thường có hình dạng sóng hoặc cuộn xoáy tạo nên những hoa văn đẹp mắt. Chiếc thảm trải sàn màu xám lông chuột ngay cạnh đó được đặt thêm chậu cây xanh, hiệu ứng đèn hắt sáng dịu nhẹ, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian phòng khách biệt thự hiện đại vô cùng hoành tráng và ấn tượng. Sàn nhà được ốp gạch vân mây màu vàng kem tương phản với màu nâu trầm của gỗ khiến cho cả căn phòng như sáng bừng sức sống. Kệ tivi bằng gỗ óc chó được đặt ngay thẳng hướng cửa ra vào, đối diện với khu vực đặt tivi, kiến trúc sư đã thiết kế một bức tường ốp đá thạch anh trắng ở giữa, hai bên được ốp gỗ óc chó nâu trầm, một bức tranh phong cảnh được đặt ở mảng tường này nhằm tạo điểm nhấn nổi bật cho căn phòng. Phòng khách được ngăn cách với khu vực phòng khách bởi hệ vách ngăn gỗ kết hợp với tủ đựng đồ rộng rãi càng khiến cho không gian phòng thêm phần bề thế và hoành tráng hơn rất nhiều. Như vậy quý vị vừa tham khảo top 5 mẫu nội thất phòng khách hiện đại đẹp do Apollo Việt thiết kế cho các chủ đầu tư. Đây đều là những mẫu thiết kế được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 này. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều lựa chọn cho mẫu nội thất của phòng khách gia đình mình. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!